cái này nó tiếp cũng hay nè, cái này cài được mà. Cái này cài được nữa này các bạn nha. Hình con cuốn rất là dễ thương.
Cái này cũng hay các bạn ha, lạ nè, ba chấm. Vào luôn. Cái này miêu tả chi tiết các bạn ha, miêu tả chi tiết tất cả các thông số mà chạy bộ, calo, ngày, tháng, năm, giờ, phút. Cái này thì nó giống đồng hồ số nè. Không được rồi bạn, mình qua xem. Wow, ba cái đó mà, ba cái để chọn đó, đây, bốn cái luôn chứ. Mặt đồng hồ này im nè. Mặt đồng hồ này đẹp ấy. Ồ, các bạn thấy không? Rất là đẹp ha. Wow, có nhiều mặt luôn đó chứ. Để mình xem thử trong cái Apple nó có chỉnh chỉnh mặt khác không nha. Wow, nó có setting nữa các bạn. Chỉnh mặt khác nè, vết. Submit. Wow, quá tuyệt luôn ha. Quá êm luôn các bạn. Này quá chuẩn luôn rồi nè. Đây cũng hay các bạn. Cái này cũng hay, cái này cũng hay. Cài thấy cái này cái đấy, mình cài qua từ cài luôn, nhiều lắm luôn các bạn nha, mình cài quá trời nhiều luôn rồi đó, cài mà không sợ đứng máy luôn mà. Này cũng im nè.
vô luôn. Cái này luôn các bạn ơi, cái này là chắc vô nè, mình mở nó nhảy ra làm vậy. Rồi nó rung cái thôi, mình thoát ra cái này, thoát nghe cái này. Ồ vô. Cái này cũng được các bạn, này cũng được, rất là nhiều cái để chọn luôn. Chọn cái này trước ha. Cái này cũng hay luôn ha, cái nào cũng hay cả, biết tải đuối luôn á. Và hay không, hay ha, đúng là hay thiệt. Con hồ số, đồng hồ kim, bốn trăm mấy, 4.8 luôn nè. Để coi cái này vô không, vô luôn. Vô cái này luôn các bạn ơi. À, luôn nè, không vào, cái này cũng được nè, này có nhiều hình nè. Đấy, vào ở đây. Wow, cái này được các bạn. Chỗ Mario nè. Sao mình quay lại mình thấy có nhiều cái được của ta. Cái này nó nè.
chọn cái Maduro này đi. Maduro thế mà không vô. Giờ này cũng được các bạn ha. Mình nhớ cái này là như là vô nè. Không vô luôn. Con chó phía trên là vô chắc là đó. Con mèo này hình như cũng vô nè. Cái này là vô nè. Chắc chắn dầm dầm vô nè. Đấy, vô hay chưa? Mình nhớ ấn tượng như nó. Con hồ này vô nè. Còn cái con này thì không chắc. Ok, vô. Rất là đẹp các bạn nha. Lên đồng hồ đẹp hơn. Cái cả Mỹ luôn, chơi Mỹ luôn. Không vô rồi. Mỹ không hợp tác được rồi. Bắt đầu điện thoại nóng nhiều ở bạn nha. Mình quay gần 2 tiếng rồi còn gì. Đấy, có cái để chọn nữa rồi đấy. Cái này được nè, ok nè. Tiếng kia còn 600 pin luôn. Tới bến luôn. Wow, này, độc quyền quá. Cái này nè các bạn. 4 chấm khả năng vô nè. Vô. Không vô. Buồn nhẹ. Cái này đụng đụng hàng nha. Rồi. À, mình cắm sạc thôi bạn ơi. À, tiếp các bạn nha. Giờ mình đổi cái tư thế, không biết tư thế thứ mấy luôn rồi đó. Cái này hay mà không biết cài cho ta, hình như là nhớ là cài rầu rồi phải ta. Cái này cũng hay nè. Cài quá nhiều luôn các bạn ơi. Mình cài không biết bao nhiêu mặt đồng hồ rồi đó. Này hơi nặng, hơi lâu sao. Nãy giờ mình ngồi không biết bao nhiêu kiểu luôn đó. Cái
Cái này cũng hay, để coi nó là sao. Wow. Cái này cái tư thế hiện tại của mình có thể ngồi lâu hơn được nè, có cái chỗ gá tay khỏe gì đâu. Wow, nó chạy kìa, hay ha. Đây, cái này cũng hay nữa nè các bạn. Cái trang này mình đã nhiều ha. Cái trang này vào nhiều nữa các bạn. Mình lưu cái trang này lại. Cái né mình cài cái này chưa ta, nhớ mình có cài cái nào nó chữ nó dài dài, không biết phải cái này không nè, nhà cài nhiều quá, nhiều loại quá cũng không nhớ hết, thì đâu không phải. Tìm cái gì nữa ta, cái đồng hồ này cũng hay nè. Để mình lưu lại cái mà nha, anh nhớ bấm hai cái, nhớ đâu bấm vô đây rồi ta. Cũng nhiều cái lạ nữa nè, bột nè. Cái này như cái lạ, mình cài thử cái đồng hồ số này. Cái này thử luôn nha. Đây, cái này là mình lúc trước mình cũng tìm đây. Cái này nó khá là ok, khá là chuẩn các bạn, không ngờ nó là cái này. Mình lưu nó luôn. Cái này mình thấy lạ nè, Vietinbank, wow, lương 3,7 triệu, có lương hả bạn ơi, lương về, cái
5 tây hàng tháng và 20 tây nếu rơi vào chủ nhật thì qua thứ hai. Các bạn thấy công ty thương mình không? Công ty Thế Giới Động, tập đoàn Thế Giới Động rất là uy tín các bạn nha. Họ rất là uy tín trong cái việc lương và thưởng cho nhân viên đó. Dù bạn có nghỉ trước đó, thì họ vẫn trả lương đủ cho mình chứ họ không có giật đồng nào các bạn nha. Mình nể nể Thế Giới Động cho đó, đó. Họ rất là sòng phẳng trong cái tiền bạc. Quay 2 tiếng 6 phút rồi bạn ơi. Cái mặt này mình tải cũng nhiều ha. Cái trang này nè mình tải nãy giờ cũng nhiều rồi đó. Nãy giờ mình cài không biết bao nhiêu cái mặt đồng hồ luôn mà vẫn còn khả năng cài được. Nãy thiệt mình không biết cái dung lượng của đồng hồ Pebble thêm này nó bao nhiêu mê nữa. Cái con mèo nè cài nó chơi nó chạy dèo dèo à. Con mèo này vô nè, không vô. Con mèo này chạy mất tiêu rồi. Cái này hay nè. Năm trước đó mà, năm trước, ừ đúng rồi, cũng tầm tầm tháng này mua cái đồng hồ nè. Rồi có ngày cài cài mặt suốt mà không cài nhiều như bữa nay là cài cài nhiều nhất và mò lâu nhất mà tìm thấy được nhiều mặt nhất. Đấy. Cảm ơn anh admin chủ workshop, những cái mặt đồng hồ quá tuyệt vời luôn, mặc dù có những cái nó không có vô đại mòn ngói mà những cái mình đã cần mình đã sử dụng chỉ còn một mặt nữa thôi, một mặt mình rất là kết luôn mà mình chưa thấy, mình không nhớ tên. Để mình tìm cái mình tìm để cho nó ra cái mặt đó, mặt tròn nó rất là đẹp, mặt nó có bản quyền luôn, nó giống giống cái mặt tròn mà nãy giờ cái đồng hồ số mà cái chữ cái số nó ra nằm vòng tròn xung quanh cái mặt đồng hồ mà. Độc quyền luôn ha, cái mặt nó là phải nó độc quyền luôn, rất là đẹp. Nãy giờ chưa tìm thấy. Tìm được cái mặt nên là mình dừng lại. Nãy giờ chưa dừng, cố gắng ngồi đợi đợi nó. Được mấy cái mặt như ý muốn như Mario. Đấy, cái mặt chéo ngang như dạng thể thao á. Mặt lịch âm, âm lịch. Quá tuyệt vời. Mà âm lịch thôi là mình kết rồi. Đeo đồng hồ nhìn được âm lịch nó là thấy lợi hại cái nào. Thì ta hồi tối mình ngủ 2 giờ khuya mình ngủ mà 5 giờ sáng dậy và 3 tiếng đồng hồ mà làm việc từ 5 giờ sáng các bạn nhìn nè, giờ là 5 giờ chiều 12 tiếng đồng hồ mà ngủ được có 3 tiếng mà chưa giờ này chưa ngủ nữa. Đúng ra là giờ này ngủ mất đất rồi đó mà mò do mà tối mò được repair được cái đồng hồ cái làm tới giờ luôn, mình cũng bó tay mình luôn. Mình mò cái gì mà ra mừng lắm mà làm không biết mệt luôn á.
nay hàng về tấn mấy lên hàng thấy cảm giác nó vui vui sao cái đúng cái đồng hồ này nếu mà không ấy được là coi như là bỏ mà bỏ thì các bạn biết rồi mua lúc đó 1,7 triệu mà đúng ra mua 1,5 triệu mình mua hơi lầm đồng hồ cũ mà bây giờ thì các bạn mua tầm 1,2 triệu triệu hơn lắm mua được 1 triệu mà cái của mình giờ bán ra không được nhiều đâu nói chừng 800 triệu thì dữ lắm là cao hết ngắt ngưỡng đó những cái mới khác thì giá nó khác còn cái của mình thì không có giá đó wow nên lạ ta cài thử cái nè mở thử cái nè vô nè wow à còn một cái mà dạng hoa văn mà nó ấy nó giống như là cái xoắn 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 rồi xoắn mà kiểu gọi là cái gì ta kính vận hoa giờ mình thiếu ngủ đầu óc nó không có tỉnh táo mà không cảm nha. Nói chữ hụt chữ có các bạn gọi là thiếu ngủ dài hạn ha. Tự nhiên cái mình cảm nhận rất là rõ luôn nha trí óc mình nó không có được minh mẫn nhớ trước quên sau hoài dở lắm làm việc mình phải chịu chấp nhận thôi chứ sao giờ nghề nghiệp đi đôi với bệnh nữa mà làm nghề nào nó cũng có cái bệnh đi theo kèm hết cái này cũng cũng hay nè trên bánh xe đạp mà có giờ nè